Đây là TKaraoke running on Sony 4K TV. Trong cái video này mình sẽ show the voice search feature. Mình có thể dùng voice search lúc mà đang hát. Mình quay lại này đi. Cái remote nhấn voice microphone button. Nhớ người yêu. Thì bài nó vẫn chơi bình thường. Thì cái chất resort nó nằm ở đây. Mình có thể dùng cái arrow key trên remote mình chọn. Thì mình position cái overlay để mà cái chữ hát nó vẫn nằm dễ thấy, để mà cái người hát vẫn hát không chịu ảnh hưởng. Rồi ví dụ mình chọn bên này nhấn ok, rồi nó add vô cái kia, cái song kia rồi đó, nhấn người yêu rồi next. Bây giờ mình nhấn hết chuyện hoa xin. Trong trường hợp cái này là khuya rồi, mình không muốn quá to, nhưng mà trong trường hợp mình mở volume lớn lên thì cái voice search nó vẫn pretty accurate. Mình nói thẳng vô trong cái microphone trên cái remote đó, thì nó cái tiếng nhạc nó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Đó, mình mới add thêm cái bài cái gì là chuyện lên khúc của hoa sim 2. Mình có thể search for query gì có thể return a lot of results, for example hát đề karaoke. Đây nó tới 3000 mấy bài HD karaoke, nó vẫn search, nó vẫn return. Mình có thể scroll through để mình chọn. Còn ví dụ trong trường hợp mình không muốn thích, mình muốn cancel thì mình cứ nhấn back button thì nó close. Nó close mà nó không có add vô, thấy không? Cái song kêu của mình không thay đổi. Con đường xưa em đi. Bây giờ mình sẽ nhấn cái song kêu của mình là có 3 bài kế ha. Nhấn next. Next on remote này. Thì nó sẽ play bài kế tiếp thôi. Ví dụ nó đang khi mà mình có cái overlay này á, mình vẫn nhấn được. Ví dụ như là I do on purpose cho cái overlay này, nhấn cái microphone mình nói chuyện hoa xiêm vẫn search ok, không có vấn đề. Ví dụ mình search không ra này nha, mình wow. Search không ra, ok. Không sao, cứ nhấn tiếp. Lan vào điểm. Đó, bây giờ mình nhấn search mà cái result không có thì mình cứ nhấn cái microphone button để search tiếp thôi. Trong trường hợp cái query mà nó return nhiều bài mà cái song server hoặc là cái network nó chưa có transfer cái image xuống, thì mình cái chắc nó sẽ appear trước, từ từ image nó sẽ load sau nữa. Đó là ví dụ lần đầu tiên mình search, hoặc là chưa ai search hết cho nên trên song server nó chưa có image đó nữa. Mấy giờ sau nó load mấy image đó. Ok, nhấn mark trên sân thì mình nhấn next tiếp nha. Trần Thái Hòa. Mình hát như vậy thì nó đưa ra sân phiêu rồi đó. Cõi vắng.